Xin kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Ba Giây TV. Lời đầu tiên, Ba Giây xin kính chúc tất cả quý vị và các bạn trong và ngoài nước luôn dồi dào sức khỏe, vui tươi và tràn đầy hạnh phúc. Kính thưa quý vị và các bạn, trong video này, Ba Giây tiếp tục cập nhật và chia sẻ đến tất cả quý vị và các bạn về cái câu chuyện của nữ CEO đã có những cái phát ngôn mấy ngày nay ở trên không gian mạng và trước khi đi vào nội dung chính thì ba Giai cũng xin kính mời tất cả quý vị và các bạn nếu là lần đầu tiên đến với kênh bà Giai. Cũng đừng quên đăng ký kênh và bấm vào chuông thông báo để nhận các video sớm nhất từ kênh bà Giai TV. Bà Giai xin cảm ơn tất cả quý vị và các bạn. Và bây giờ à, xin mời tất cả quý vị và các bạn à, theo dõi chi tiết nội dung trong à, video ngày hôm nay. Kính thưa quý vị và các bạn, sau khi bà CEO tiên bố à, sẽ vào việc liên quan tới là thầy Minh Tuệ, mạng xã hội phải nói lập tức bùng nổ và trở nên phải nói là dậy sống hơn bao giờ hết. Các diễn đàn, rồi nhóm cộng đồng Phật tử và những cái trang cá nhân ở trên mạng xã hội phải nói đã nhanh chóng đã trở thành một cái nơi trao đổi, tranh luận và bài tỏa quan điểm của là hàng ngàn người. Nhiều người hâm mộ và theo dõi, kể cả bà CEO và thầy Minh Tuệ đã bắt đầu lên tiếng. Không chỉ là để bày tỏa cái sự tò mò mà còn là để bảo vệ và binh vực thần tượng của mình. Một số người thì bày tỏ rằng là mình tin tưởng vào cái sự ngay thẳng và chân thật của thầy Minh Tuệ và sẽ không dễ dàng để là bất kỳ thông tin nào ảnh hưởng tới cái sự tôn kính mà họ dành cho thầy Minh Tuệ. Một số khác lại tỏ ra phấn khích và tò mò vì những cái gì mà bà CEO này đã chia sẻ ở trong livestream sắp tới. Họ cho rằng là với cái tầm ảnh hưởng của bà ta và cái cách mà bà ta thường tiếp cận các vấn đề về xã hội không chỉ là một cái buổi nói chuyện đơn giản và có thể là cái cơn địa chấn của truyền thông. Tuy nhiên sau khi mà tổng hợp nhiều ý kiến từ các cái diễn đàn và mạng xã hội đó thì chúng tôi nhận thấy rằng số đông dường như là nghiêng về phía thầy Minh Tuệ nhiều hơn. Họ cho rằng là thầy Minh Tuệ là một cái gì trách tu hoàn toàn là không màng đến vật chất hay là tiền bạc sống tách biệt và không hề gây ảnh hưởng hay là đụng chạm đến lạc bất kỳ ai. Đối với những cái người mà theo dõi và tôn kính thầy đó, cái việc bà CEO bất ngờ là nhắc đến và có những cái ý định vào cuộc với thầy được xem là cái sự xúc phạm lớn. Họ cho rằng đó, cái việc là đụng đến một cái người sống trong cái sự là thanh tịnh, chỉ tu tập cho chính mình và giúp đời qua cái con đường tâm linh là không thể nào chấp nhận được. Thậm chí là một số ý kiến đó còn tin rằng cái điều này đó có thể là mang lại hậu quả nghiêm trọng. Và cảnh báo rằng những cái người mà xúc phạm hay là động chạm đến các cái bậc chân tu cũng như là thầy Minh Tuệ đó sẽ là phải gánh chịu những cái hậu quả không lường trước được có thể là đại họa từ cái sự mất cân bằng nghiệp quả. Đáng chú ý hơn là trong cái số ý kiến được là ghi nhận đó, có không ít người từng là fan hâm mộ của bà CEO, nay cũng tỏ ra thất vọng cái sự thất vọng này á, không chỉ xuất phát từ cái việc là bà CEO này nhắc đến một cái gì chân tu cũng như là thầy Minh Tuệ mà còn từ cái cảm giác rằng đó bà ta đang thể hiện cái sự tự tin và ngạo mạn phải nói là quá mức như thể là tin rằng mình có thể là thâu tóm và kiểm soát được là tâm lý của đám đông nhiều người cho rằng cái việc bà ta bước vào cuộc tranh luận này á, dường như là mang cái tính chất khiêu khích hơn là xây dựng Họ cảm thấy là bà ta đang lợi dụng ảnh hưởng của mình để là đẩy mọi thứ đi xa hơn. Thậm chí là cả những cái vấn đề là không liên quan trực tiếp tới bà ta. Trước khi đến với cái phần ý kiến của nhiều nhân vật có cái tầm ảnh hưởng đã bày tỏ quan điểm về cái sự kiện chấn động này đó. Thì bà Giai xin mời hợp quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Bà Giai sẽ trích lại cái tuyên bố gây xôn xao của bà CEO ở tại khu du lịch. Trước cái sự chứng kiến của hàng ngàn khán giả và du khách bà CEO nói tất cả chúng ta đây đang ngưỡng mộ ông Thích Minh Tuệ đúng không quý vị? Nhưng mà quý vị hãy tin một điều rằng tôi mà quốc thì không bao giờ trượt. Vì tôi nói thật, có ghét tôi đó, có hận tôi thì cũng phải phục tôi. Vì giờ phút này tôi đang ở trên đỉnh cao, không có lý do gì tôi phải cắm mặt xuống đất. Thà tôi rời cuộc chơi mà tôi đã chơi là đến cùng luôn. Cho nên bây giờ đó, một nửa thì bên vực ngưỡng mộ ông Thích Minh Tuệ, một nửa thì chống đối. 50 -50 và tôi sẽ chứng minh cho quý vị và các bạn thấy ông ta đúng ở chỗ nào ông ta sai ở cái chỗ nào được không ạ à? nếu là sứ mệnh của tôi tôi sẽ làm vì đụng tới cái chốn này nó nhạy cảm lắm mà quý vị biết không có một số phản động khi mà tôi đi tù đó nó binh dực tôi chẳng qua là nó làm màu thôi nhưng mà tôi không bao giờ ăn hẳn khi mà đi tù tôi sai thì tôi chịu khi tôi ra tù không có một số cả rón rét bỏ nhỏ tôi nhưng mà không bao giờ và khi tôi biết được thì tôi hiểu sau lưng của ông Thích Minh Tuệ là ai. Quý vị tin đi, tâm linh đó là có thật. Nhưng mà đừng thấy qua nở mà ngỡ xuân về. Vì phải ngưỡng mộ ông bà tổ tiên cha mẹ của mình. Quê hương đất nước của mình chứ đừng là quá tin vào tôn giáo. Bà CEO đã khiến cho cư dân mạng phải nói là sâu sao. Bởi vì chúng ta đã biết rằng chủ đề thầy Minh Tuệ đã thu hút cực kỳ nhiều sự quan tâm của dân chúng. Và đầu tiên đó chúng ta cùng đến với ý kiến của luật sư Hoàng Di Hùng, một cái nhân vật phải nói là có tầm ảnh hưởng lớn và luôn theo sát những diễn biến xã hội. Ông đã trích lời bà CEO cho rằng là người ta tu là tu cho người ta, chứ không phải là tu cho mình. Bà CEO còn ám chỉ rằng nếu muốn sống tốt, giúp đời thì phải sống ngay lành. Còn cái việc tu hành theo cái kiểu của là sư Minh Tuệ là chỉ tu cho riêng bản thân ông ấy. Bà CEO cũng hứa sẽ làm một cái buổi livestream khác để là nói rõ hơn về quan điểm của mình. Luật sư Hoàng Duy Hùng được khán giả hỏi ý kiến về cái phát ngôn của bà CEO và ông cũng đã trả lời rằng trước đây ông đã từng khuyên bà ta nên im lặng một thời gian sau khi ra khỏi tù. Ông cũng góp ý rằng đó bà cần có một cái cố vấn giỏi để là định hướng và tránh đi những cái sai lầm như trước đây. Tuy nhiên, bà CEO quyết định là tiếp tục làm live stream ngay lập tức và ông Hùng đã tôn trọng quyết định đó. Về cái vấn đề tu hành đó, theo giáo lý nhà Phật đó, tu là trước hết là phải tu cho bản thân của mình, tự cứu độ mình trước, sau đó đó mới có thể là giúp đời. Ông Hùng cũng giải thích thêm rằng là trong Thiên Chúa giáo đó, người ta tin vào cái sự hy sinh của Đức Giêsu để mà cứu độ nhân loại. Trong khi đó đó, Phật giáo lại là tập trung vào việc mỗi người phải tự diệt dục, phấn đấu để mà đạt đến cái cõi giết bạn, tức là tu cho chính mình trước. Ông khẳng định là theo quan điểm Phật giáo đó, cái điều bà CEO nói không sai, nhưng mà cái cách bà diễn đạt có thể là chưa đủ hiểu biết sâu sắc về triết lý tu hành của Thầy Minh Tuệ. Tuy nhiên, Bà CEO đã hứa là sẽ thực hiện một cái buổi livestream khác để là nói rõ hơn về cái quan điểm của mình và luật sư Hùng cũng cho rằng những cái thông tin mà bà đưa ra đó chưa thật sự đầy đủ. Chúng ta nên chờ xem những cái phát biểu tiếp theo của bà CEO như thế nào. Trong cái đoạn clip trước đó đó thì bà đã nêu quan điểm cá nhân mà quan điểm này thì mỗi người đều có cái cách nhìn nhận khác nhau. Theo giáo lý nhà Phật đó, cái việc tu hành là tu cho chính bản thân của mình trước, không phải là tu cho người khác. Nhưng mà nếu mà hiểu sâu hơn đó, khi một cái người đã tu thành công đó, đắc quả A-la-hán hay là đạt đến một cái quả gì nào đó, thì họ sẽ có năng lực giúp đỡ người khác. Và đó chính là cái năng lực tâm linh. Như Đức Phật Thích Ca Mâu Ni sau khi đạt cái chánh quả, Ngài đã phổ độ chúng sinh nhờ vào năng lực tâm linh của mình. Hiện tại đó, Thầy Binh Tuệ chưa đạt đến một cái quả gì cụ thể mà chúng ta biết. Vì vậy, năng lực đó ở là sư Minh Tuệ có hay chưa thì chưa thể khẳng định. Lúc này sư Minh Tuệ vẫn là đang ở trong cái quá trình tu hành cho chính mình và cái điều đó hoàn toàn đúng theo giáo lý của nhà Phật. Vậy nên luật sư Hùng đã cho rằng cái câu trả lời phù hợp cho cái vấn đề này đó là chúng ta nên chờ đợi thêm. Coi bà CEO theo luật sư Hùng á, thì cho rằng là cho bà CEO là người tốt, có mong muốn giúp đời như ông cũng đã từng chia sẻ cái giai đoạn này đó, khi bà vừa ra khỏi tù đó bà nên có một cái cố vấn uy tín có tầm nhìn rộng để mà hỗ trợ mình bà nên là thinh lặng một thời gian quan sát cho kỹ trước khi là đưa ra bất kỳ hành động hay là phát biểu nào cái việc là dội giả làm livestream có thể là dẫn đến những cái gia chạm không cần thiết đụng chỗ này đụng chỗ nọ và đôi khi đó có thể là đi quá đà cái điều này rất là đáng lo ngại. Đó là quan điểm của luật sư Hùng. Luật sư Hùng cũng nhấn mạnh rằng là ông tôn trọng cái quyền quyết định của bà CEO. Bà muốn live stream lúc nào đó thì cũng là quyền của bà. Nhưng mà nếu mà đặt vào cái vị trí của ông đó thì ông sẽ lựa chọn dừng lại một cái thời gian để là quan sát và suy ngẫm. Đặc biệt, luật sư Hùng cũng nhắc đến là phu quân của bà CEO đó là phu quân của bà CEO đó là một cái người rất đáng kính, có tâm và tầm. Nếu mà phu quân của bà CEO là cái người nhìn được thấu nhiều vấn đề và đã gặt hái được nhiều thành công ở trong thương mại cũng như là trong các cái hoạt động xã hội. Nếu là bà CEO thì ông sẽ lắng nghe những cái lời khuyên từ phu quân của bà. Vì thật sự phu quân của bà là một cố vấn tuyệt vời cho bà CEO. Nếu mà bà CEO chịu lắng nghe cái sự góp ý từ là phu quân của bà đó thì bà sẽ thành công hơn rất là nhiều Ông cũng hy vọng rằng là phu quân của bà CEO sẽ khuyên vợ của mình thinh lặng một thời gian Quan sát tình hình rồi hãy là tiếp tục lên tiếng sau để là tránh những cái sai lầm không đa co Kính thưa quý vị, thêm một cái nhân vật có tầm ảnh hưởng khác đã lên tiếng về cái vụ việc này Đó là Nguyễn Sinh, một gương mặt khá quen thuộc ở trong cộng đồng mạng anh thường xuyên bóc phốt những cái nhân vật sự việc hoặc là, là những cái góc khuất ở trong xã hội mà ít người dám đụng đến và những cái thông tin đó mà anh đã công bố ở trên mạng xã hội thường là gây xôn xao dư luận và phần lớn là trong cái số đó đó được xác nhận là đúng mới đây đó thì nguyễn xin cũng đã lên tiếng ở trên trang cá nhân của mình ai đó là quen với chị hai hãy nói với chị đó ông minh tuệ là cái người buông bỏ không mộng mơ nổi tiếng càng là không cố ý là chiếm hotline của ai dư luận cũng là qua chen và dần quên ông ấy rồi hôm qua coi clip thấy là chị hai nhắc về ông ấy tức là sẽ xảy ra một cả cái vụ là xung đột cực kỳ lớn giữa các gì sau thay vì là ông tuệ nói là chị hai với sư phụ tiến sĩ của anh bảy được không nếu mà chị hai mà với sư phụ đó anh bảy hứa thả tim điều đàn clip của chị hai luôn theo Nguyễn Sinh đó cái việc mà bà CEO đụng đến là thầy Minh Tuệ là cái điều không nên bởi vì nó có thể là dẫn đến một cái chiến tranh lớn mà cái phần thiệt hại sẽ là nghiêng về phía bà CEO thay vì tham gia vào vụ việc là liên quan tới thầy Minh Tuệ thì Nguyễn Sinh hy vọng rằng là bà CEO có thể là tập trung vào những cái vấn đề khác chẳng hạn như là cái vụ việc của ông quan cái vấn đề về cái tấm bằng tiến sĩ và bằng cấp 3 của ông thì vẫn còn nhiều điểm chưa được giải quyết thỏa đáng. Đây là một cái vấn đề gây tranh cãi, kéo dài mà công chúng cần câu trả lời rõ ràng. Nguyễn Sinh dường như cho rằng cái việc là xử lý những cái vụ việc như thế sẽ là mang lại cái sự minh bạch hơn và có ý nghĩa hơn thay vì là tạo ra những cái tranh cãi không cần thiết là xoay quanh thầy Minh Tuệ. Một cái việc chân tu là không dính đến vật chất hay là những cái vấn đề trần tục. Cùng lúc đó không chỉ có những tín đồ Phật giáo và người hâm mộ bà CEO quan tâm tới cái câu chuyện này mà càng những cái người thuộc tôn giáo khác là bao giờ gồm cả công giáo cũng đã lên tiếng về cái sự kiện này. Một trong số đó là Linh Mục Phạm Hoàng là một cái Linh Mục nổi tiếng Việt Nam đang hoạt động tại Nhật Bản. Trong một cái bài viết thì Linh Mục Hoàng đã chia sẻ về quan điểm của mình đối với là thầy Minh Tuệ bài tỏ lòng kính trọng đối với cái con đường mà thầy đã chọn. Linh Mục Phạm Hoàng mở đầu bài viết của mình với nhận định rằng Thầy Thích Minh Tuệ không phải là một tu sĩ thông thường và ông không thuộc là một chùa hay là giáo phái nào. Tuy nhiên những cái gì mà thầy Minh Tuệ đã và đang làm đã khiến cho ông xứng đáng được gọi là bậc chân tu giữa đại thực. Theo linh mục Hoàng, cái điều đáng chú ý nhất là cái điều về thầy Minh Tuệ là cái điều bình dị và quyết tâm từ bỏ mọi thứ để là tập trung vào tu hành, cái điều mà nhiều người đã bỏ qua khi mà theo đuổi những cái mục đích cá nhân thầy Minh Tuệ đã xuất hiện trước công chúng không phải là qua những cái bài giảng hay là cái lời nói suông mà bằng hành động và lối sống giản dị của mình. Chính cái điều đó đã làm cho thầy trở thành một cái hiện tượng thu hút sự chú ý không chỉ là của những người theo Phật giáo mà còn kể cả những cái người ngoài đạo. Linh Mục Hoàng cũng nhận xét rằng trong bối cảnh xã hội hiện tại đó, khi mà nhiều vị chức sắc tôn giáo tập trung vào cái việc là xây dựng những cái công trình xa hoa hoặc là kêu gọi đóng góp tiền bạc. Sự xuất hiện của thầy Minh Tuệ là một cái điều hiếm hoi. Thầy đã từ bỏ mọi thứ, sống một cái cuộc đời đơn giản và hướng đến những cái giá trị trạch thật nhất của cuộc sống. Trong bài chia sẻ của mình, Linh Mục Hoàng cũng đề cập đến khiến nhiều người đã bắt đầu nhận ra rằng cái điều mà họ thật sự khao khát đó không phải là những vật chất xa hoa hay những cái lời là thiếu pháp đầy sáo rỗng mà là một cái tấm gương sáng về đạo đức và nhân cách hình ảnh của thầy minh tuệ đã giúp cho họ thấy rõ được cái điều đó linh mục hoàng đã nhận xét rằng cái sự xuất hiện của thầy minh tuệ đã khiến không ít người phải nhìn nhận lại chính bản thân của mình suy ngẫm về cuộc sống và những cái giá trị mà họ theo đuổi trong những năm gần đây đã chứng kiến nhiều sự kiện tiêu cực trong bối cảnh đó cái sự xuất hiện của một người cũng như là thầy minh tuệ là một cái điều đáng khích lệ như là một tia hy vọng cho những ai đang khao khát điều thiền lành và sự thật Linh Mục Hoàng tiếp tục phân tích khi mà một cái người như thầy Minh Tuệ đó, dù không phát ngôn nhiều, vẫn là thu hút được cái sự chú ý của đông đảo người dân. Cái điều đó chứng tỏ rằng đó, xã hội hiện tại đang rất thiếu thốn những cái tấm gương sáng về đạo đức. Thầy Minh Tuệ không cần phải nói ra những cái lời hùng biện, nhưng những cái hành động của thầy đã nói lên tất cả. Cái điều này đã đánh thức ở trong lòng nhiều người, cái niềm ngao khát, cái đẹp, cái thiện và những cái giá trị tâm linh sâu sắc cái điều thú vị ở đây là mặc dù thầy Minh Tuệ không thể chủ động tạo ra cái sự chú ý nhưng với sự xuất hiện của thầy đó đã gây ra một cái làn sóng lan tỏa mạnh mẽ trên mạng xã hội hình ảnh của thầy với cái lối sống bình dị không cầu kỳ đã khiến cho nhiều người cảm phục và theo dõi hành trình của thầy Linh Mục Hoàng nhận xét rằng cái điều này chỉ ra rằng con người Việt Nam đó dù sống trong một cái xã hội ngày càng hiện đại và đầy phức tạp vẫn là khao khát những cái giá trị chân thật và tinh khiết Bên cạnh đó thì Linh Mục Phạm Hoàng cũng nhấn mạnh rằng cái sự xuất hiện của những người như thầy Minh Tuệ đó sẽ giúp cho xã hội và xã hội trở nên tốt đẹp hơn. Khi mọi người nhìn vào cái tấm gương của thầy, họ sẽ bắt đầu suy ngẫm về cái cách sống của mình, từ bỏ những ham muốn cá nhân và hướng đến một cái cuộc sống bình an, hiền hòa hơn. Linh Mục Hoàng kêu gọi mọi người hãy học hỏi từ cái tấm gương của thầy Minh Tuệ sống tử tế và yêu thương lẫn nhau, để tạo nên một cái xã hội hòa thuận và đoàn kết hơn. Kết luận bài chia sẻ của mình thì Linh Bục Phạm Hoàng đã nhấn mạnh rằng trong mỗi con người đều có những cái khát vọng về sự bình an và thiện lành. Sự xuất hiện của Thầy Minh Tuệ đã giúp đánh thức những khát vọng đó trong lòng của nhiều người và đó chính là cái điều quan trọng nhất. Những người biết soi lại chính mình học cách từ bỏ những cái điều không cần thiết để là sống một cái cuộc đời bình an và ý nghĩa hơn. Bài viết của Linh Mục Phạm Hoàng đã nhận được sự đọc tình của nhiều người và cái điều này càng làm rõ hơn rằng thầy Minh Tuệ không chỉ là một cái hiện tượng của cộng đồng Phật giáo mà còn là một cái biểu tượng của cái sự tu hành chân chính, được đông đảo người dân ngưỡng mộ và tôn trọng. Những tranh cãi à, quanh bà CEO có thể là còn tiếp diễn, nhưng mà cái tấm gương của thầy Minh Tuệ đã và sẽ tiếp tục lan tỏa như một cái nguồn cảm hứng tích cực cho những ai đang tìm kiếm cái sự bình an trong cuộc sống. Tóm lại là cái sự kiện của bà CEO đã nhắc đến là tên của thầy Minh Tuệ ở trong cái bài phát biểu của mình đã gây ra nhiều tranh cãi và làm dấy lên cái làn sóng dư luận. Tuy nhiên, chính những cái lời chia sẻ chân thành từ phía là Linh Mục Phạm Hoàng đã giúp cho khán giả có một cái nhìn khách quan và sâu sắc hơn về cuộc đời và hành trình tu hành của thầy Minh Tuệ. Những cái gì thầy đang làm không chỉ là để tìm kiếm cái sự bình an cho chính mình mà còn để là lan tỏa những cái giá trị đạo đức và thiện lành đến với mọi người. Lần này đụng tới thầy Minh Tuệ cứu hạ đốc ao của cộng đồng mạng dành cho bà Siêu, phải nói là quá mạnh mẽ. Cho nên là bà ta biết sẽ làm gì, sẽ thay đổi tình thế, thậm chí là có thể là giả giờ tu nhầm người, hoặc là giả lạ tán dương vài điều. Thực tế thì bà CEO đang ném đá dò đường, thấy ai có cái tầm ảnh hưởng là nhảy vào để phân tích, tích phân. Nhưng mà cái sự thật thì làm gì có kiến thức về hạnh đầu đà, mà phân với giả tích làm gì mà có cái tầm để mà đòi phán xét đúng hay là sai về thầy Minh Tuệ. Đạo hạnh của thầy đó đã vượt xa cái tầm nhận thức của ai đó rồi. Có chân thì mỹ dân sáo rỗng bằng mấy cái từ là đây là sứ mệnh của tôi, vì dân tôi hy sinh. Trời Phật là Chúa giao cho tôi sứ mệnh. Nói thẳng ra đó, chẳng có cái thần Phật nào mà giao sứ mệnh cho một cái người đàn bà cứ mở miệng ra là hết cồn lào rồi rượu được như là bà Siêu bao cái ngôn từ thiếu văn hóa như thế làm gì có thần Phật nào mà giao cho sứ mệnh của gì sau khi bảy ra tù đó các cái phương thức lặp đi lặp lại của bà ta đã giúp cho chúng ta thấy rõ cái động cơ thứ nhất đó bà ta định tẩy trắng quá khứ đi tù đi tù vì phạm tội do cái miệng là xuyên tạc du khống đi tù vì đấu tranh hy sinh cho dân đi tù nhưng được thương đi tù nhưng mà không nhục mà hãnh diện thứ hai là muốn tỏ ra là không hề phản động mà rất yêu nước và chống phản động. Bà ta muốn tẩy trắng hoặc là thay đổi góc nhìn về những cái gì đã đụng chạm tới miền Nam, các cái vị quan chức, đặc biệt là gần nhất là hai giám thị trại giam. Lý do sao là bà ta chọn thầy Minh Tuệ? Vì đơn giản thôi quý vị, bởi vì thầy Minh Tuệ là cá nhân có cái tầm ảnh hưởng và được chú ý nhiều nhất trong cái thời gian vừa qua. Cho nên bà ta chọn thầy Minh Tuệ để thể hiện như cách là đã chọn các nghệ sĩ nổi tiếng để thể hiện bản thân. Thứ ba là muốn gây cái tầm ảnh hưởng, muốn mình là nhất ở trong thiên hạ. Các cái từ ngữ mỹ dân được nhai đi nhai lại như là cứu nhân độ thế, một mình hy sinh, một mình đấu tranh vì dân, thương dân. Cái kiểu như lãnh tụ gì có gì, cái kiểu ta đây đứng trên mọi người. Thực tế thì toàn là ảo tưởng bằng ngông cuồng. Sau khi sớ rớ đụng tới thầy bên Tuệ, có thể là bà CEO đã nhận ra vì thấy cái tầm ảnh hưởng của bà đó, cái sự yêu thương mà cộng đồng dành cho bà đó, còn thua cái con số lẻ mà người ta dành cho thầy Minh Tuệ. So ra cái số lượng kính trọng thầy Minh Tuệ đó, áp đảo cái người đàn bà CEO này là có thật quý gì Đụng vô thầy một cái mới biết cái giá trị của người đàn bà này ở đâu. Đúng là có tiền, nhưng mà tiền á, chưa chắc mua được nhân cách và cái sự kính trọng là vậy. Hiện tại kết quả cho thấy đó, kim cương nghìn tỷ không thể là mua được cái đầu cơm điện. Nhà báo Hoàng Nguyên Vũ thì cho rằng kim cương cả triệu tỷ cũng không mua được nhân cách, thậm chí là càng phơi bày rõ hơn cái sự là rẻ rúng của chủ nhân kim cương. Sự thật là sau khi bà ấy đòi quốc những cái gì liên quan tới thầy Minh Tuệ thì những cái tay bút của giới nhân sĩ trí thức đồng loạt dạy dỗ cho bà CEO không tiết lời. Quá ra giá trị của bà CEO là đây. Cái câu hỏi bà ta sẽ còn làm dậy sóng mạng xã hội bao lâu nữa? Có lẽ là cũng không bao lâu nữa đâu, đã đến lúc là cơ quan chức năng cần vào cuộc, không thể để một cái người đàn bà dẫn dắt dư luận tác động sai lệch vào hệ ý thức của người dân như trong cái thời gian vừa qua. Kính thưa quý vị và các bạn, hiện tại à, bà CEO vẫn là chưa đưa ra bất kỳ cái nhận xét hay là bóc phốt nào liên quan là trực tiếp tới thầy Minh Tuệ. Tuy nhiên, có thể là thấy rất là rõ ràng phản ứng từ phía dư luận đang thể hiện một cái xu hướng rõ rệt. Đa số á, công chúng dường như là đang hướng lòng mình về hướng thầy Minh Tuệ rất nhiều so với ủng hộ bà CEO. Cùng chờ xem những cái diễn biến vào ngày 20 tháng 10 sắp tới. Liệu đó bà CEO có tiếp tục là đề cập đến cái vấn đề này nữa hay là không? Nếu mà quý vị và các bạn thấy nội dung này hữu ích và ý nghĩa đó thì à, mời quý vị và các bạn đăng ký kênh của Ba Giai TV và nhấn like để ủng hộ cho Ba Giai. Cái sự ủng hộ của quý vị và các bạn đó là cái nguồn động lực lớn để giúp cho Ba Giai là một cái nguồn động lực để là cập nhật, mang đến những cái video, lan tỏa những cái giá trị tốt đẹp trong cuộc sống. Ba Giai xin cảm ơn tất cả quý vị và các bạn đã đồng hành cùng với Ba Giai trong hết video này. Và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các video tiếp theo.